em rất vui. Em có hạnh phúc không? Vô cùng hạnh phúc. Vậy em có yêu anh không? Không thể yêu hơn. Ngày nào cũng được như vậy thì tốt quá em ha. Sao hôm nay anh có vẻ nhiều tâm sự vậy? Đâu có gì đâu. Anh chỉ buộc miệng thôi hả? Mình uống xong mình đi dạo vòng nha. Tình ta, tình yêu ơi, cứ là như thế. Sao tình buồn cứ mãi theo ta. Tự dưng anh muốn ôm em quá. Em thấy không ổn đâu. Ở ngoài này kỳ lắm á. Hay là chút nữa anh đưa em đi vũ trường, đứng ở trong đó anh sẽ ôm em, rồi anh sẽ dìu em, mình nhảy theo điệu nhạc. Không có được đâu, em không biết nhảy. Em thấy không ổn đâu. Biết rồi, có một cách học dễ lắm. Thiệt không? Thiệt. Anh sẽ dìu em. Em đẹp quá hiền. Một chút rượu là má em hồng, môi em thơm ngất. Anh cảm nhận tuần trăng mật của tụi mình ngọt ngào quá. Không lẽ anh cứ dìu em cả đời sao? Khi nào mỏi chân anh nhớ nói trước cho em biết nha. Anh có già tới 100 tuổi, anh vẫn còn đủ sức dìu em trên đôi tay này. Thiệt không? Thiệt. Em không tin hả? Ừ. Anh thề đó. Thôi thôi thôi, được rồi, em tin mà. Anh không hối hận vì lấy em chứ? Nói thật với em, anh đã bắt đầu hối hận rồi đó. Anh hối hận là bởi vì đã biết em quá muộn. Em ăn đi. Ăn nhiều vô đó. Biết bao nhiêu muộn phiền để đêm trôi vào giấc mơ. Còn yêu nhau hãy tìm nhau nhé. Anh kêu em ra cái chuyện gì? Để đôi ta sao nãy giờ không nghe nói gì hết trơn vậy? Thôi, anh không nói á thì em về trước phụ má chút chuyện nha. Điển à? Dạ. Em ngồi với anh chút nữa được không? Cứ ngồi im ru, không nói gì hết trơn hả anh? Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng không biết bắt đầu làm sao. Em còn nhớ đoạn sông này không? Chỉ mới 1 tháng trước đây. Chuyện gì? À, nhớ. Anh nói vậy là có ý gì? Không phải anh tính nhảy xuống đó lần nữa chứ? Không. Ý anh không phải là vậy. Mà nếu anh cảm thấy không nói được thì thôi, em về đây. Điển à,
ở đây, ngay tại chỗ này. Anh đã biết có một người con gái thương anh, còn nhiều hơn là thương bản thân mình nữa. Vậy hay là anh cứ đi tìm người con gái đó là được rồi. Sao phải nói với em chứ? Em thật sự em không hiểu anh đang muốn nói gì sao? Nếu anh cảm động với người ta thì anh đi nói với người ta đi, kêu em ra đây nói làm gì. Thôi em về. Người con gái đó chính là em đó. Trời ơi, em chuẩn bị cho anh cái gì mà nhiều dữ vậy? Mấy thứ đồ cần thiết thôi, lỡ có lúc anh cần. Thưa ba, thưa má. Thưa ba má con đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ráng làm việc cho tốt nghe. Dạ. Đi biển cực khổ lắm đó, còn chịu không nổi đi về làm bè cá với ba. Đừng ráng quá nghe con. Trời ơi, má nói xui quá vậy. Con trai má là giỏi dữ lắm à, má không cần phải lo đâu. Anh hai, nhớ mua quà cho em nha. Chắc chắn rồi, anh có một đứa em gái chứ có nhiều đâu. Anh đông đi nha, em thì không có cần quà đâu. Mấy cái thứ đó bán ở ngoài đường nhiều lắm. Anh khỏe mạnh trở về là tốt rồi. Cảm ơn tôi đi nha. Con đi nha ba má. Ở nhà có ai làm gì nấu gì em cũng đừng có để bụng nha. Thỉnh thoảng anh sẽ liên lạc về. Anh cứ yên tâm đi, đừng lo cho em. Em ở trong nhà chồng của mình mà, sao phải lo sợ chứ. Đó là anh nói trước như vậy. Ở nhà em cũng ráng chu toàn gia đình nha chứ. Tánh má vậy đó, tánh con Như thì ngang ngạnh, giờ còn thêm con Mén nữa, cực cho em quá. Anh thấy thương em nhiều lắm. Em không sao đâu mà. Anh không tin em chút nào hết hả? Thì anh thương vợ anh mới lo chứ. Em đợi mấy tháng về với em nha. Dạ em biết rồi. Anh đi nha. Có chút xíu vậy mà cũng khóc cho được nữa. Ai biết được nước mắt thiệt á hay là nước mắt cá sấu. Giờ không thèm trả lời trả vốn gì nữa. Con dâu mình ngoan thiệt á. Con nè. Dạ. Chỉ là bữa ăn gia đình thôi mà, con không cần phải tốn nhiều công sức vậy đâu. Nhìn những món ăn được trình bày ngăn nắp như vậy, ba cũng không nỡ ăn nữa. Bề ngoài vậy thôi, quan trọng là ở bên trong kìa. Đúng đó, ba không thấy dưa xanh vỏ đỏ lòng sao? Nên gì cũng nói được hết. Con thấy đúng là trình bày đẹp thiệt á, mà không biết có ăn nổi hay không nữa nè. Ba cảm ơn. Chị Hiền, em đã nói á là em không có ăn được thịt mà có cái chút mỡ nào hết á. Chị coi nè, miếng nào cũng dính mỡ hết trơn á.
Ừ vậy thôi, để lần sau chị làm kỹ hơn. Bữa nay em ăn đỡ nha. Không được, có dính chút xíu cũng không được. Chị làm vậy để em nhịn không ăn cơm. Chị đúng là ác độc thiệt. Nếu mày không ăn nổi, buông đũa rồi đứng dậy đi vô phòng, để cho người khác ăn. Khó ăn cái kiểu gì kỳ vậy? Ba, rốt cuộc ai là con gái của ba? Ba chưa lẫn đến nỗi không biết đứa nào là con gái, đứa nào là con dâu. Hiền, sao con nấu canh bí gì mà chín rụt vậy? Má đã nói con mấy lần rồi, bộ con không nghe sao? Má chỉ ăn loại vừa chín tới. Mà con coi nè, con làm vậy hả? Dạ, lần sau con sẽ để ý hơn. Tại bữa nay con... lần sau hoài à? Trăm lần như một. Ủa, tôi thấy cái canh này ăn được rồi, bà sao vậy? Ông thì ăn món gì mà không được. Chuyện ăn uống thì để tôi dạy con dâu, đâu có tới lượt ông lên tiếng. Nấu ăn thì món nào phải ra món đó, đặt cái tâm vô mà nấu. Đây hả, vừa nấu vừa suy nghĩ đâu đâu không à. Đây nè, ông nhìn nè, mới ra vậy nè. Thôi má, trời ơi, tới cơm mà nấu cũng nhão nữa. Con cũng không biết cái kiểu này là cố tình hay sao đây nè. Ừ, hen, hèn chi bữa nay thấy cơm khác khác. Tôi ăn xong rồi, má con bà tiếp tục ngồi đó mà soi mói đi. Muốn ăn bữa cơm đàng hoàng mà cũng không yên với mấy người nữa. Đó, thấy không? Nấu tệ tới nỗi ba con ăn còn không được, ông đứng dậy bỏ đi rồi kìa. Khóc bự lên, không ai nghe được đâu. Tâm à, làm một chén đi, đời hết sầu. Dạ, thôi không được đâu Tâm, lát con phải về nữa, có mùi rượu con bị rầy đó. Cũng phải. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm thôi. Tâm uống như vậy hoài không tốt cho sức khỏe đâu Tám. Đời hết buồn là được rồi. Có thiệt là hạnh phúc đang mỉm cười với con không Tám? Con lấy được người thương mình và người mình thương. Sao có nhiều người hạ khắc với con quá vậy? Đời là bể khổ, yêu là đau thương. Tâm nói hay thiệt, y chang hoàn cảnh của con bây giờ. Giống nhiều người lắm. Cũng may còn có Tám chia sẻ với con. Con buồn tới nỗi không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa. Anh Đông đi xa, con nhìn thấy lạc vô đảo quan mà ở đó nguy hiểm rình rập. Quan đảo toàn thứ hại người, không sợ sao được. Con có quá hấp tấp khi đồng ý lấy ảnh không Tám? Đáng lẽ con nên biết trước những điều này mới phải. Thật ra cũng đã có nhiều người khuyên, nhưng con chỉ thích làm theo ý của mình.
duyên đi với nợ, cả đời nợ nhau đó mà. Nợ nhau thiệt, nợ cả những người thân của nhân duyên. Thôi tắm vô nghỉ đi, trễ rồi, gió sông lạnh lắm đó. Hay bữa nay con đưa Tám về nhà với con nha. Ôi, có cái đó đó, không có biết lạnh, không lạnh đâu. Vậy con về nha Tám. Tám nhớ vô trong sớm, ở ngoài này lạnh là bệnh đó. Về đi. Nguyên cục nợ mà. Cho con nhìn cái được không Tám? Của chung ai xài cũng được. Vậy con ngó ông trời hoài chóng nhột luôn. Tám. Hổm rày Út hiện sao rồi Tám? Mấy con yêu nữ dây quanh khó thoát rồi. Con cũng cảm thấy là Út Hiền ở cái nhà đó chắc chắn là phải chịu nhiều khổ sở. Nhưng mà con cũng không có cách nào để mà giúp cổ hết. Cả đời chịu cực, quẩn quanh khổ sở, thiệt là đáng thương. Tám, dù sao Tám cũng thường ra vô trong nhà mà. Nếu cổ phải chịu khổ, Tám giúp cổ nha. Cứ ai ở hiền là gặp lạnh à. Bây giờ con cũng không thể nào mà lo lắng giúp đỡ cho Út Hiền được nữa rồi. Trước giờ con không thấy ai ngoài cổ. Còn bây giờ con thấy người khác rồi. À hay rồi, chúc mừng nha. Dạ. Hay rồi á, nên con sẽ đối xử với người ta thật là tốt. Tám chúc phúc cho tụi con vậy chắc là hên lắm. Hy vọng là sẽ hên. Dạ. Dạ chú Chính. Ủa, con có chuyện muốn nói với chú. Lỡ đặng đi cho mát rồi nói. Dạ. Ê, nghĩ kỹ rồi phải không? Quyết định trông coi cái đám người mới cho chú chứ. Dạ không. Con có chuyện khác muốn nói với chú. Không phải giống ý chú sao? Dạ con. Dạ hết tuần này chú cho con nghỉ nha chú. Nhà có chuyện hả? Hay là con bận việc gì? Bận thì cứ nghỉ, hồi nào hết bận thì đi làm tiếp. Dạ không đâu chú. Con tính. Mà con có chút việc riêng thôi. Chú cho con nghỉ nha chú. Con nói vậy chú cũng biết làm sao nữa. Tiếc thiệt. Nếu như con còn ở đây thì hay quá. Dạ, con xin lỗi chú. Con đã phụ lòng của chú rồi. Con còn trẻ mà, muốn thử sức chuyện này chuyện kia, chú hiểu. Đó không phải là chuyện không tốt.
Nhưng mà nói thiệt, chú vẫn tiếc con đó Hai à. Chị Hai. Gì vậy cô? Chị có thấy chai sơn móng tay màu hồng của tôi ở đâu không? Không có. Hồi giờ tôi đâu vô phòng của Út làm gì đâu. Hôm qua tôi sơn xong á, tôi còn để trên bàn á. Giờ kiếm hoài không thấy đâu hết trơn á. Chị nói coi, có phải chị Liễn đâu rồi không? Trước giờ tôi không bao giờ đụng tới đồ của cô Út. Chị có Liễn á thì nói ha. Để tôi biết á, tôi đi mua cái khác. Tôi không có trách móc hay bắt chị mua chị đền đâu mà chị lo. Cô Út, cô nói gì kỳ vậy? Tôi đã nói là không thấy không biết rồi mà. Liễn á thì nói. Tôi đã nói là tôi không trách, tôi không bắt chị mua đền, hiểu không? Chuyện gì mà sùm dữ vậy? Không để ai nghỉ ngơi buổi trưa chút nào là sao? Má, hả? Má coi đó, chị Liễn đồ của con mà chị không nhận kìa. Hiền, cô Út, tôi đã nói là không thấy không biết, tại sao cô vẫn nói vậy với má vậy? Hiền, sao con làm vậy? Con có ghét em á thì con nói. Con làm vậy á là hèn lắm nghe không? Con nói thiệt mà má, đồ của cô Út ở đâu á thì vẫn còn nguyên đó, con không khi nào đụng vô hết á. Con đúng là cứng đầu. Nói thiệt cho má nghe coi. Thiệt mà má. Con... Được rồi, không cần nói thêm gì nữa. Má hiểu con rồi. Trời, phải vậy chứ, hay quá em ơi. Em mà. Em suy nghĩ chuyện của anh nói chưa? Anh hỏi bất ngờ quá. Em chưa chuẩn bị gì hết. Anh cũng biết là em cần thời gian. Nhưng mà đối với anh, bây giờ là thật lòng. Anh mong là em sẽ không nghi ngờ tấm lòng của anh. Dạ. Anh mong em sẽ suy nghĩ nhiều hơn, và câu trả lời sẽ giống như anh mong đợi. Có phải mình đang mơ không vậy? Anh mong sau này em chỉ cần dựa vào anh như vậy là đủ, được không em? Dạ. Vậy em đồng ý lấy anh nha. Anh... anh thiệt tình muốn cưới em đó Điển. Em... trời... trời em... Tự nhiên anh nói bất ngờ quá đúng không? Hay là để anh kêu ngoại qua nhà xin phép má em nha. Anh... dạ. Trai dữ ha. Trời, hôm nay đám cưới tôi không đẹp, chắc không đẹp à. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trên đời, giữ cho chặt, có biết chưa? Trời ơi, có người chưa vợ vậy đời tôi kìa.
Sao rồi, xong hết chưa? Tới giờ rước cô dâu rồi đó nghe. Dạ. Ngoại ơi. Ơi. Con chào gì? Thôi mình đi gì nào. Mở cửa ra. Làm ơn mở cửa giùm tôi đi. Mở cửa ra. Sao bây giờ? Mở ra, mở ra giùm tôi đi. Mở ra. Thôi anh ngồi chơi, tôi ra ngoài nhé. Dạ, mọi người ăn ngon miệng. Dạ. Mọi người ăn uống tự nhiên nha. Các bạn uống vui vẻ nha. 1, 2, 3. Vô. Kìa kìa, ok. Anh hai. Ủa. Anh hai. Xin lỗi okay. Hai nha, tụi em tới trễ. Không sao, hai người tới là tụi tôi vui lắm rồi. À, ngồi đi. Ngồi đi. Dạ, ngồi đi. Tới trễ thì phạt lo gì. Bạn của tôi làm cô dâu đẹp lắm á. Đẹp á, đâu có bằng cô dâu Út Hiền đâu. Thôi mà, bạn bè ăn thua đủ làm chi vậy. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Sớm có đứa bồng đứa bé nữa chứ. Vậy á thì tôi mới làm xui với bà được. Nhớ nha, mai mốt mà rước con người khác á, tôi không có chịu đâu đó. Trăm phần trăm. Dạ, con mời bác. Dạ. Nè con, con rót trà cho mọi người ha. Dạ. Con mời cô với mấy cô uống. Dạ, mời bác. Tại sao vậy? Hả? Chị đã kêu khóa cửa cẩn thận rồi mà tại sao kỳ vậy? Thì em làm theo lời chị đó. Chìa khóa em còn giữ đây nè. Vậy thì lý do gì mà nó chạy ra được? Cái con này. Trời ơi, không lẽ nó là ma nó biết tàng hình? Chắc vậy. Ma quỷ gì ở đây? Thằng Đông á, nó về nó mở cửa cho vợ nó đi ra ngoài rồi. Cái thằng sớm không về, muộn không về mà về trong lúc này. Trời ơi, má nghĩ má còn tức nữa con. Làm như á, ổng đánh hơi mò về cứu vợ hay sao á. Nếu không á là mấy má con mình thành công mỹ mãn rồi. Thôi, bây giờ con Hiền nó mới là mỹ mãn nè. Trời má ơi, chắc là bây giờ nó đang cười thầm má con mình á. Cứ để coi nó cười được bao nhiêu lâu nữa. Má, bộ má có cách gì hay nữa hả? Có. Ơi.
yên bề gia thất. Hồi con ráng về đám cưới thằng hai. Nó mong con lắm đó. Ngày hạnh phúc trong đời, đứa con nào cũng cần có ông bà, cha mẹ chứng giám. Má xin lỗi con trai à. Tư à? Dạ. Con nhất định phải làm như vậy sao? Con xin lỗi má. Cả đời này con mắc tội với má, với thằng Khang. Nếu con không làm cách này, con không biết phải sống sao nữa. Má ráng chăm sóc thằng Khang giùm con. Cuộc sống yên ổn, con sẽ về đón nó nha má. Con không đi không được hả con? Dù sao ở lại quê mình vẫn tốt hơn ở xứ lạ quê người. Có thị phi như thế nào má cũng chịu đựng được mà. Người ta đã bỏ con theo người đàn bà khác. Con không muốn gặp lại anh ta một lần nào nữa. Con cũng không thể để người ta biết con mang giọt máu này, để người ta phải áy náy. Nhưng cha con nó dầu sao mai mốt cũng nhận ra nhau mà. Sau này mới tính chuyện đó má. Thôi tới giờ con đi rồi. Má thương con, má chăm sóc cho con thơ dại của con nha má. Tư, Tư, Tư. Con. Nín đi con. Nín đi con. Má con đi rồi. Ngoại nè, ngoại nè con ơi. Nín đi con. Má con đi rồi. Con yên tiếc rồi. Nín đi con. Nín đi. Sao hai đứa tới sớm dữ? Thêm chính mà biết đó là la anh đó nha. Kệ chứ, làm gì cũng phải có giờ nghỉ. Anh thấy không, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa. Được rồi cô nước, ông trời còn phải thua cô luôn á. Nè, mắm tràn của anh đó. Vậy tụi em đi về nha. Hai đứa về đi. Vậy cũng an lòng rồi. Con trai khỏe mạnh, vui vẻ như vậy cũng mừng.
Ủa má, má bị sao vậy? Má không sao. Thôi con chuẩn bị đi học đi. Hay là có ăn hiếp má hả? Ai mà ăn hiếp được má. Tại má bị kim đâm đau quá con à. Má đau chỗ nào? Con sẽ gọi cho má nghe. Má không sao. Dạ con mời mấy bác. Dạ con. Mình vô cái mấy bác hả? Dạ mọi người tự nhiên nha. Dạ xin mời. 1, 2, 3. Vô. Dạ mời các bác dùng. Con mời bác. Dạ em xin phép. Dạ. Khoan dạ bạn. Dạ đúng rồi. Hết như vậy. Đúng rồi. Dạ. Dạ con mời mấy cái vô với chúng. Dạ. Rồi dạ. Dạ. Rồi vô. Vô. Chúc mừng mày nha Khang. Nhanh dữ vậy. Không nghe nói gì hết mà đùng cái lấy vợ. Ông cũng chuẩn bị lo đi chứ. Coi chừng ế bây giờ á. Ủa, bạn anh mà sao em chưa gặp lần nào? Đây là anh Thiện. Bạn rất thân của anh từ hồi nhỏ. Người vẫn thường bớt phần cơm cho anh ăn ở trường. Mà anh thường nói cho em với lại Út Hiền nghe đó. Người này á là tính bỏ xứ đi luôn. Nên em không biết á thì cũng phải thôi. Nè, ông phải giới thiệu cho đàng hoàng chứ. Ai nói tôi muốn bỏ xứ này đi hả? Tôi còn muốn về quê lấy vợ, sinh con cho bằng anh bằng em nữa kìa. Nè, nếu anh tin tưởng thì giao việc này cho em. Em bảo đảm anh sẽ kiếm được một cô ưng ý luôn. Còn nếu anh nhờ anh Hai Khang á thì phải kiếp sau mới lấy được vợ. Trời ơi chưa? Em bữa nay gan quá ha. Dám nói xấu chồng mình trước mặt người khác vậy hả? Đâu phải là người khác đâu. Ảnh là bạn thân của anh mà. Ê, lát lại chút nha. Ủa, bộ có người giới thiệu cho tôi thiệt sao? Hay ghê ta. Ông đừng có ham. Trời ơi, kiếm đỏ con mắt mới kiếm được con người hả? Bộ ông tưởng ở đây muốn kiếm có là có hả? Thôi được rồi, vô. Vô. Dạ, con mời các bác. Dạ. Mời mọi người, chúc mừng nha. Xin lỗi mày nha. Hồi sáng này tao tới trễ quá, không phụ giúp gì được cho mày hết á. Hồi đám cưới tao, mày tất bật ngược xuôi mấy ngày trời, tao ái nái quá. Nữa rồi, tao với mày mà còn xét nét mấy cái chuyện đó nữa sao? Nếu bây giờ muốn tính toán từng chuyện một, coi ai giúp ai á, thì tính tới kiếp sau cũng không hết chuyện luôn á. Đi ra ngoài. Ra đi. Rồi vô đi. Vô đi. Vô. Nè vô. Vô anh. Ừ em. Nè cô dâu. Hai anh dạt ra đây nói chuyện riêng. Chuyện xưa đúng không? Có nhắc tới kỷ niệm với ai không vậy? Nè, ông thấy tôi nói có sai không? Phụ nữ á, ghen tuông dữ dội lắm. Ghen ra mặt cũng có, ghen ngầm, ghen khôn, ghen khờ cũng có. Coi bộ đi điển thuộc mẫu người ghen ngầm mà khôn ngoan à nha. Anh hai. Anh hai kỳ quá. Bây giờ anh em ngồi đây uống với nhau mà anh hai không có giới thiệu mọi người cho nhau biết gì hết. À, đây là vợ chồng Mạnh Đông, Út Hiền. Dạ. Chào anh. Còn đây là vợ chồng Tư Hải sống trên. Anh Tư Hải. Dạ, em chào. Dạ, anh chào. Còn đây là Thiện. À, đang là bác sĩ ở trên Sài Gòn á. Thiện là bạn thân của tôi từ nhỏ lên. À. Chào anh. Chào Thiện. Ủa, nói vậy là anh cũng ở Sài Gòn luôn hả? Hôm nào rảnh rỗi anh em mình hẹn uống cà phê chơi ha. Nhất định rồi. À, trên Sài Gòn anh làm nghề gì? Tôi đi tàu diễn dương. Cũng rài đây mai đó lên đên lắm. Nhưng mà những lúc tàu về cảng á thì dư giả thời gian rảnh rỗi. À, dạ. Anh Thiện. Hồi nãy tôi nghe nói là anh muốn làm quen với một cô gái ở dưới quê đúng không? Để tôi mai mối cho, được không? Coi bộ tôi được rất nhiều người đang hạnh phúc để ý quan tâm tới hạnh phúc lẻ loi đơn chiếc của tôi. Chắc là đợt này tôi sẽ sớm gặp được duyên lành thôi.
Tôi nó nhỏ nghe nè, tôi có một đứa em gái coi cũng được lắm. Mà thấy anh á lịch sự nè, cho nên tôi thấy cũng mến mến, nên không ngại giới thiệu với anh về em gái của tôi để cho hai người quen biết nhau. Thiệt vậy sao? Vậy là tôi phải kêu anh hai trước rồi. Tôi mời anh hai một ly. Ừ. Vô anh hai. Được rồi, được. Vô. 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 Cái này á phải coi lại nha. Ông bà mình hay nói á, trên đời này có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu cầm chầu. Mà nè, tôi biết cái làm mai á là đứng đầu sổ, nhưng mà ăn thua vì bạn bè tôi hy sinh chấp nhận luôn. Rồi, mời anh về việc hy sinh chấp nhận. Vô. Đông mới về hả? Uống cái coi. À dạ. Vô anh. Ừ, vô. Anh uống ít thôi. Để anh uống dành cái. Cạn á. Nè. 100%. Dạ dạ dạ. Ít thôi anh. Anh Đông. Vậy mới được á. Ừ. Tóm lại, cô có coi tôi là má cô không? Tại sao cái lời của tôi cô không có nghe ra cái gì trơn vậy? Hả? Dạ, cô. Má à, sao chị hai coi má là má được? Chỉ là má chồng thôi. Mà má chồng á thì cũng chỉ là người ngoài thôi mà má. Sao cô Út lại nói vậy? Nó nói vậy có gì sai không? Tôi kêu cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, cô không để lọt lời tôi nói chút nào. Bỏ nhà đi từ sáng tới giờ, giờ mới về là sao? Dạ, hôm nay là ngày đám cưới của anh Hai Khang với Điên Điển mà má. Hôm trước con cũng có xin phép má rồi mà. Khỏi thanh minh thanh nga, giờ cô coi đám bạn bè của cô hơn tôi phải không? Dạ thưa má, đó là hai người bạn thân nhất của con. Không lẽ con không thể tới dự đám cưới của họ được sao? Má coi kìa, hôm nay còn dám cãi lớn tiếng nữa chứ. Thôi thì cứ để cho cổ lớn tiếng đi, để cho anh Đông anh dạy. Anh thấy vợ ảnh cũng đâu có hiền lành như vẻ bề ngoài đâu. Thiệt tình, coi lời của tôi như nước đổ đầu dịch vậy đó. Đi miết á, để thằng Đông uống say không biết trời trăng mây gió gì hết. Nè, vậy mà coi được sao? Dạ, tại mọi người quý mến ảnh. Quý mến nó là phải rồi. Nó là dân cậu, vui vẻ, rộng rãi, không quý nó sao được? Hả? Vui gì mà ồn ào quá vậy? Ba, ông coi, nhìn con dâu ngoan của ông đó. Đám cưới, đám xin gì mà đi tới giờ này mới về. Ai cha, hôm nay đám cưới của thằng Khang. Chết tiệt, tôi đi qua cái chỗ làm hợp đồng rồi họ ghi lại. Uống xỉn quá rồi không nhớ. Mà nè, nó đi với chồng chứ có phải nó đi một mình đâu. Có gì đâu mà phải sùm vậy bà. Ông thấy nhà cửa bề bộn không? Vậy mà nó dám bỏ đi nguyên một ngày, tối mịt mới mò về nè. Hồi trước tôi với bà đi có khi nào về trước 9 giờ tối không? Đám cưới ở trong quê nó vậy, bà biết quá rồi. Bộ má con bà không có tay chân hả? Rồi chị Sáu đâu? Việc gì cũng bắt con nó làm. Nó là con dâu chứ đâu phải ở đợi cho má con bà. Ba nha, ba thương con dâu hơn con gái nha. Cái gì phải thì nói. Bà với con Như xử sự quá đáng rồi đó. Dạ thôi, chuyện gia đình không có liên can tới con. Con xin phép đi về phòng. Thôi, con cũng đi nghỉ đi. Có việc gì á, ngày mai làm cũng được rồi. Dạ, con xin phép ba má. Thank you.
Anh đang có chuyện gì lo lắng sao? Không đâu em, mình đi ngủ thôi. Anh thôi đi. Điển, em sao vậy? Anh ước vợ anh là người khác chứ không phải tôi đúng không? Anh có thấy ai trong đêm tân hôn mà lại cau mày khó chịu không? Em nói gì kỳ vậy Điển? Em biết rồi, em không phải là sự lựa chọn của anh. Em là người thay thế cho một người khác. Anh không quên được người ta nên... Thôi mà, em nghe anh nói nè. Anh không cần nói, em biết hết lòng dạ anh rồi. Thôi mà Điển à, hôm nay anh thật sự rất vui vì cưới được em làm vợ. Nhưng mà anh cũng buồn dữ lắm. Ngày vui nhất trong đời anh, vậy mà má anh cũng không có mặt. Mấy lần em cũng muốn tìm cơ hội đi hỏi anh, nhưng chưa bao giờ nghe anh nói gì má hết. Em xin lỗi, em thật sự không biết. Còn đi ghen bóng gió vậy nữa. Nên em nhớ nha, bây giờ ngoài em ra, tuyệt đối anh không nghĩ tới người nào khác nữa. Dạ, từ nay em sẽ hoàn toàn tin tưởng anh, không ghen tuông bậy bạ gì nữa. Anh thương nên anh mới cưới em. Mai mốt anh chỉ vẹn tình với vợ anh thôi. Giờ nói mạnh miệng nha, mày mốt có chuyện đừng có trách em không nói trước à. Anh dậy rồi hả? Từ lúc ba về. Thôi anh ngủ tiếp đi, hay để em ra lấy ly nước anh uống cho đỡ khát nha. Hiền, anh đã để em phải chịu cực khổ mà bản thân anh không làm được gì hết. Chỉ cần anh yêu thương em như vậy là đủ tiếp sức cho em vượt qua mọi trở ngại. Hình như từ ngày anh đi tới giờ em cũng chưa được đi đâu hết đúng không? Có chứ, em cũng đi quá trời luôn mà. Đi đâu? Qua nhà ngoại, về nội, đi chợ, rồi đi...
Thôi, để lần này tôi sẽ hộ tống phu nhân đi hết tỉnh luôn nhé. Vậy mình đi chùa bà nha. Tại vì lâu rồi em không lên chùa bà. Ừ, mình sẽ đi chùa bà trước. À, em đã đi núi Cấm chưa? Cù La Ông Hổ, Thủy Đài Sơn chưa? Lần này vợ chồng của mình sẽ đi hết luôn. Vậy ha, em thích lắm. Nghe, nghe tôi hỏi nè, thích đi chơi hơn hay là thích anh hơn đây? Nói cho rõ ràng cho thiệt nha. Em thì em thích cả hai. Nhưng mà nếu miễn cưỡng chọn thì em thích anh hơn chút. Ủa, chị Hiền, em có nói là em ăn rau trụng mà, sao chị để nguyên dĩa rau sống vậy? Không ai trụng cho em thì em chịu khó ăn đi. Trời ơi, còn ăn không được á, thì nhịn. Em nè, tự làm không được sao? Chuyện gì cũng bắt chị Hai làm hết vậy? Em biết rồi anh Hai. Má, lần này con được nghỉ phép 2 tuần, con tranh thủ đưa vợ con đi chơi vòng vòng cho biết đây biết đó nha ba má. Đi chơi cho thảnh thơi đi con. Từ hồi Hiền về đây làm dâu, nó chỉ biết ngày ra chợ hoặc xuống bè cá. Mới đi tuần trăng mật không có bao lâu, bây giờ đòi đi nữa, nhà cửa ai lo đây? Tụi con chỉ đi trong tỉnh thôi mà má. Lâu lâu con mới về muốn được nghỉ ngơi. Sao mà má cứ xét nét con hoài vậy? Thì tùy. Tôi có quyền gì mà cấm cản? Rồi mấy người tính đi đâu đây? Dạ, con tính dẫn vợ con đi vòng vòng ở mấy nhà bà con ở huyện khác á. Từ hồi cưới xong tới giờ tụi con chưa có dịp quay lại cảm ơn người ta. Với lại đi mấy khu du lịch trong tỉnh á. Mấy khu đó con đã đi mòn hết rồi, giờ còn muốn đi làm gì nữa? À phải rồi, từ nhỏ tới lớn con chưa đi được tới mấy cái chỗ đó chứ gì. Dạ con. Trời ơi, thiệt vậy hả chị Hiền? Có thiệt là chị quê tới nỗi chị chưa từng đi tới mấy chỗ đó không? Đi sớm về sớm, không phải thấy rảnh quá đi hoài hoài nha. Bán đồ lưu niệm đằng kia tội quá chừng nên em mua giùm đó. Ở đâu mà sao em không thấy vậy? Em mà thấy cái gì? Em vừa tới cổng chùa là em quên hết nhân tình thế thái, thậm chí quên cả anh luôn đúng không? Anh kêu gì ăn trước đi. Anh quên nữa. Em ăn gì? Thốt nốt. Cho con 2 ly con. Công nhận vui thiệt.
Nhiều quá. Đang mệt mà trời đổ mưa. Má gì đâu. Trời, đi núi phải leo lên tới đỉnh nhìn mới đẹp. Nhưng mà mệt quá chồng ơi. Mà mắc mưa như vậy á cũng là một kỷ niệm vui ha. Hay là bây giờ mình đứng đây mình nghỉ chút xíu đi, hết mưa rồi mình lên tiếp. Hả? Đẹp thiệt chồng á. Thì đó, ai như em vậy, cứ ráng leo hoài. Thế mệt đó thì có làm gì thấy đẹp được. Thì thảnh thơi như vậy nè mới đứng nhìn thấy cảnh đẹp được chứ. Mà chắc trên đỉnh núi đẹp hơn. Em muốn lên trên trển còn sao chứ bộ. Nhưng mà dù sao giữa đường mình cũng phải nghỉ chân một chút. Nó cứ giống như vậy nè. Khi nào mà em thấy mệt mỏi quá em cứ dựa vô vai anh như vậy là được rồi. Vậy thì lúc nào em cũng muốn là em mệt hết á. Anh sẽ giận ở đây, ngay chỗ này, chỗ mà em có thể đến và dựa cho anh suốt đời. Dì Tư, lương bán nhiêu vậy dì? Chà, bữa nay ra dáng cô dâu mới ha. Dì Tư cứ chọc con hoài à. Lương hôm nay tươi lắm, lấy đi, để dì bán rẻ cho. Sáng giờ dì Tư có đắt hàng không? Lai rai thôi con, nhưng mà cũng phải bán hết trong buổi sáng thôi chứ biết sao giờ. Mày lấy mấy ký? Dì mà mấy ký ghê vậy dì? Dì lấy nửa ký cho con đi. Làm dâu mới thấy làm sao? Hồi giờ tụi con chơi với nhau như anh em. Mà thôi dì Tư hỏi kỳ quá à. Dì mừng cho mày đó. Thằng Khang nó tốt tính, mày lấy nó là tốt phước cả đời mày đó nghe. Chứ không phải ảnh lấy con là phước cho ảnh sao? Con cũng có nhiều điểm tốt chứ bộ. Ờ đúng rồi, tụi mày tốt phước nên mới ráp được với nhau vậy hen. Bao nhiêu vậy dì? Ờ 30 con. Dạ con gửi. Cảm ơn con nghe. Con cảm ơn dì. Ừ. Bữa nay ra đường gặp ai mà vui dữ ha? Đâu có. Tại hồi nãy dì Tư nói kỳ lắm. Dì Tư bán cá ngoài chợ của mình đó hả? Ừ. Dì nói làm sao? Dì kêu là hai đứa mình tốt phước nên mới ráp được với nhau. Trời. Cái gì này thiệt tình hả? Ờ, còn bình thường á, người ta kêu là em có phước nên mới rước được anh đó đúng không? Ủa sao anh biết? Anh chỉ giỏi ăn hiếp em không à. Thôi anh đi ra giường đây, em ở nhà nấu cơm đi. Cô dâu tốt phước của tôi. À, anh chọc em nữa kìa, em biết ngoại cho coi. Trời ơi. Đó coi kìa. Nhìn anh kìa. Trời ơi, coi nè, nhìn tấm này nè, nhìn cái mặt này hả, thấy khờ dễ sợ luôn. Thì tại vì đứng trước mặt em cho nên anh mới khờ vậy đó. Nè, đó em coi cái hình này đi. Vợ của anh cười cũng tươi dữ ha. Anh thấy không, cảnh đẹp nè, người đẹp, lòng lại vui nên cười tươi là đương nhiên. Nè, chứ không phải là được đi với một người chồng đẹp trai phong độ cho nên hãnh diện đứng cười hoài luôn đúng không? Anh đó nha, dễ miệng vừa thôi đó. Anh, cảnh này đẹp quá. Đúng rồi, thấy cái cảnh này đẹp, cảnh đẹp nhờ người. Em, hay là mai mốt vợ chồng mình đi hết cảnh đẹp trong nước rồi mình sẽ đi chơi nước ngoài luôn. Nè nè, anh nghi em lúc đó em có nguy cơ cười đến nỗi rách cái miệng lên tới lỗ tai luôn nè. Bây giờ hả, còn trù ẻo cho vợ rách miệng nữa hả?
Dạ nha. Nhưng mà em nói anh nghe nè. Anh nói là dẫn em đi nước ngoài phải không? Em thích lắm. Tình tha cho anh đó. Đó, nhìn thấy mắt em vui như vậy, anh càng cảm nhận được mình đã rất hạnh phúc lắm rồi. Ê, ai, trời ơi, gì vậy chị? Cái gì mà chàng gàng trước mặt người ta hoài vậy? Chị này. Ủa, hai đứa nói với má là đi gọi đầu mà chưa đi sao? Con đang buồn muốn chết nè má. Chuyện gì mà làm con gái má buồn vậy? Má coi đó, bữa rày anh Đông dẫn bả đi chơi suốt hà, đi tùm lum hết. Rồi bây giờ về bển á, còn dẫn ầm ầm ở trỏng kìa. Má biết rồi, nhưng mà bây giờ thằng Đông nó binh con nhỏ đó chầm chầm hà. Lỡ mà không làm đúng ý nó, nó ôm con nhỏ đó lên Sài Gòn luôn, hết đường hết muối luôn đó tụi con. Bộ má không còn cách nào khác hả? Má, hay là má cấm cửa, không có cho nó ra khỏi nhà nữa. Sao vậy được? Càng cấm tụi nó càng níu nhau, chứ được cái gì? Sao mà không được? Tránh ra coi. Bây giờ chỉ cần má bắt nó làm công chuyện nhà, làm hết cái này tới cái kia, làm luôn công việc của dì Sáu. Má má, hay là má cho dì Sáu nghỉ làm luôn đi. Hả? Tí này hay không vậy? Anh nhìn gì dữ vậy? Không ngờ em khéo tay thiệt á. Con gái xứ này á, ai mà không biết làm vậy? Có phải chỉ mình vợ anh biết đâu. Nhưng mà vợ anh làm đẹp hơn mấy người khác chứ bộ. Anh khen em hoài, em không làm nổi nữa bây giờ. Trời ơi, cảm giác lưng lưng đó hả? Người ta kiếm không có ra đó em. Mà thôi, suốt ngày làm đủ công chuyện rồi, chiều lại nghỉ cho khỏe. Mai làm tiếp em ha. Anh cũng làm suốt ngày, sao giờ còn ngồi ở đây? Thì ngồi nhìn em làm đã thấy hết mệt luôn á. Đừng đuổi anh, để anh làm phụ em nha hả? Không có được, anh nghỉ đi, mai còn nhiều việc nữa mà. Anh này. Nhưng em á cũng phải nghỉ luôn mới được. Không thôi á hả, anh cứ ngồi ở đây cho em sốt ruột chơi. Hai đứa cứ cà rỡn hoài, nịnh nhau như vậy là no rồi phải không? Ê, chết, tại anh đó. Em đi dọn cơm đây, tới giờ cơm rồi. Tại chồng con đó ngoài. Trời. Lớn rồi như con nít vậy. Con à? Dạ. Dạ, má kêu con. Hôm nay con ở nhà làm chút công chuyện nha. Giặt hết mền gối giùm má được không? Dạ, bữa nay hả má? Sao, bữa nay không được hả con? Dạ không, dạ, ý con là được. Bữa nay nắng lớn, lẽ ra con phải tự giác đem mền gối ra giặt rồi phơi, không cần má nhắc mới phải chứ. Con làm dâu nhà này thì phải ráng lo mọi chuyện cho chu toàn, đừng có làm cái gì mà cho nó qua loa, bừa mứa là không có được đâu. Dạ. Bữa rày đi chơi chỗ nào rồi? Dạ cũng đi mấy nơi xung quanh hả má. Vậy cũng hết rồi, đâu còn chỗ nào khác đâu.
Vậy hôm nay con ở nhà làm mấy chuyện đó là được rồi. Dạ con nghe rồi má. Vậy lát nữa con vô từng phòng thay mình gối. Thôi khỏi, phòng của ba má và phòng của con Như đã lột sạch ra đó rồi. Lát con chỉ lấy ra rồi đi giặt thôi nha. Dạ. Thì nói không cần phải mạnh tay dữ vậy đâu nha. Vợ chồng mình đi thử Đài Sơn chơi. Trời ơi, cảnh ở đó đẹp như là tiên cảnh vậy đó. Anh bảo đảm em mê liền. Hổm rày đi nhiều quá em hơi mệt. Hôm nay mình ở nhà nha. Nè, anh bảo đảm lúc mà em tới đó em hít thở không khí một hồi là em khỏe liền. Dạ thôi, em mệt thiệt mà. Xạo, hôm qua em còn nói với anh là đi chơi như vậy cả tháng còn không biết mệt nữa mà. Đúng không? Tại hôm qua về em chưa mệt, bữa nay mới thấm nè. Dạ thôi con xin phép, con ăn xong rồi. Anh chỉ còn được có mấy ngày phép thôi đó, mình phải tận dụng tối đa đó nha. Vợ con nó kêu mệt thì thôi, cứ ép nó đi hoài vậy. Ủa, bình thường con thấy má có quan tâm tới cổ mệt hay khỏe gì đâu. Mà hình như con có cảm giác mọi người đang có cái chuyện gì giấu con nè. Cái gì mà giấu giếm chứ. Con dâu của má, má quan tâm không được sao? Ông nói coi, phải vậy không? Chuyện đàn bà tôi không có quan tâm. Ủa, tôi tưởng ông hay quan tâm tới chuyện đàn bà lắm chứ. À, là đàn bà nhà khác thôi phải không? Tùy bà nghĩ. Lạ lùng. Anh Đông ảnh nói với má là anh chở con Hiền tới cái khu Thủy Đại Sơn hả má? Con khỏi có lo, má chặn họng con Hiền trước rồi. Nó có ăn gan hùm cũng không dám đi với thằng Đông nữa con. Con biết chứ bộ, nó làm sao mà dám cãi lời má. Mà vấn đề là con cũng muốn đi với anh Đông tới đó. Ở đó má thấy có gì đâu, không có gì vui hết trơn á. Mà má nghĩ con cũng đi mòn hai cái gót chân con rồi. Má nói rất đúng. Con nói thiệt với má là con chơi trong vườn nhà con thích hơn chơi ở chổng. Bộ má không biết nhà con có cái biệt thự gần đó hả? Bây giờ má tạo cơ hội để cho con với anh Đông.